Cô chào các con. Ở trang số 10 chúng ta có một trang làm bài tập. Ở bản nhạc trang số 10 này thì chúng ta sẽ có hai dạng bài. Dạng bài thứ nhất là bài 1 2, tức là chúng ta hãy nối các đuôi của nốt nhạc trước và nốt nhạc sau lại để nó chuyển thành những nốt móc đơn. Đó. Thì ví dụ như ở đây các con đã nhìn thấy là nốt đen rồi đúng không? Chúng ta sẽ nối hai nốt đen này thì sẽ thành hai nốt móc đơn. Và các nốt sau chúng mình cũng làm như vậy. Thì ở đây chúng ta có bài 1 thì chúng ta sẽ stem up, tức là đuôi nhạc quay lên, thì chúng ta sẽ nối ở phần trên này. Nhưng ở bài 2 thì đuôi nốt nhạc quay xuống, thì cái phần nối của chúng ta sẽ nằm ở phía dưới nhé. Giống như ở bài này, đây là đuôi của hai nốt móc đơn quay xuống phía dưới như thế này. Còn ở bài 1 thì đuôi nốt nhạc quay lên thì chúng ta sẽ nối thành nốt móc đơn giống như thế này. Đấy. Tiếp theo ở bài số 3, số 4 và số 5 thì có chung yêu cầu là trước tiên các con hãy vẽ cái gạch nhịp cho ba cái đoạn nhạc này. Sau đó các con hãy đọc thuộc cái tên nốt nhạc của bài 3, bài 4 và bài 5. Thế thì với yêu cầu 1, tức là yêu cầu mà chúng ta vẽ vạch nhịp, thì chúng ta sẽ cần hiểu được nhịp 2, 4 là có mấy phách trong một ô nhịp này. Nhịp 3, 4 có mấy phách một ô nhịp, nhịp 4, 4 có mấy phách trong một ô nhịp. Thì ví dụ như trong bài Ten Little Indians, các con nhìn thấy nhịp 4, 4 đúng không? Có 4 phách đen trong một ô nhịp thì chúng ta sẽ 1, 2, 3, 4 vạch nhịp ở đây. Rồi tiếp theo các ô nhịp sau cũng như vậy. Và nhịp 2, 4 thì có 2 phách một ô nhịp thì cứ 2 phách chúng ta sẽ vạch nhịp một lần. Còn nhịp 3, 4 thì cứ 3 phách trong một ô nhịp chúng ta sẽ vạch nhịp một lần. Nhịp 4, 4 thì cô vừa giải thích ở phía trên rồi. Tức là 4 phách chúng ta sẽ vạch nhịp một lần. Đó, chúng ta chỉ cần viết một vạch thẳng từ trên dòng 5 cắt xuống dòng 1 thì sẽ thành một cái vạch nhịp nhé. Và yêu cầu thứ hai là chúng ta đọc tên nốt nhạc của các bài 3, 4, 5. Thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các con đọc tên nốt nhạc của bản nhạc này nhé. Khi chúng ta đọc tên nốt này, chúng ta sẽ có hai công đoạn. Công đoạn đầu tiên là chúng ta chỉ cần gọi tên nốt đấy thôi. Sau đó thì khi mà chúng ta gọi được tên nốt rồi thì chúng ta sẽ vỗ tay hoặc chúng ta sẽ đập chân để chúng ta ngân và nghỉ đúng số phách được ghi trong bản nhạc. Bây giờ cô sẽ làm mẫu mỗi bản nhạc một đoạn như sau nhé. Bài số 3 này. Đầu tiên cô sẽ gọi là đồ, xón, pha, mi, rê, mi, phá, mi, rê, mi, phá, mi, đồ, rê. Đó. Thì sau khi cô làm được như thế này rồi thì cô sẽ đập chân. 1, 2. Đồ, son, fa, mi, re. Mi, fa, mi, đồ, re. Thì như vậy là cô đã cho cái đoạn nhạc này nó có tiết tấu đúng như các nốt được ghi. Thế còn chúng ta chưa cần vội đọc với cao độ nhé. Bởi vì là bài này chúng ta không chơi đàn thì chúng ta sẽ rất là khó hát được đúng cao độ của nó. Ở bài số 4 thì chúng ta cũng làm như cô vừa hướng dẫn ở bài 3. Chúng ta sẽ là đồ, mi, fa, son, si, re, mi, fa, mi, son, fa, mi, re. Rồi, sau khi chúng ta biết được tên nốt rồi thì chúng ta sẽ vỗ tay và chúng ta luyện tập cho đều nhịp này. 1, 2, 3. Đồ, mi, fa, son, si, re, mi, fa, mi, son, fa, mi, re, 2, 3. Đó. Còn bài số 5 cũng tương tự như vậy. Nhưng ở bài này thì các con thấy có sự khác biệt rồi. Đây là khóa pha, còn đây là khóa son. Thì nốt nhạc đã có một cách đọc nốt nhạc khác đúng không? Bây giờ chúng ta cùng gọi tên nhé. Phà, la, đô, si, la, son, si, đô, rế. Bây giờ cô sẽ làm mẫu đoạn nhạc đầu tiên này của bài 5 với đúng nhịp của nó này. 1,
2, 3, 4. Fa la đố, si la sòn, si đô rế. Đấy. Như vậy là cô vừa hướng dẫn và gợi ý cho con cách làm bài tập ở trang số 10. Các con hãy làm bài tập này nhé. Và nếu các con có thầy cô để chấm bài thì các con hãy nhờ thầy cô của các con chấm bài. Còn nếu không, các con có thể gửi bài tập của các con về địa chỉ email trung tâm hoangvân@gmail.com và cô sẽ chấm bài và gửi lại cho các con nhé. Chào tạm biệt, chúc các con làm bản nhạc này thật là đúng.